Chào mừng các bạn đến kênh ẩm thực của mình. Và hôm nay mình sẽ vào bếp để làm món xôi xéo. Món này rất là ngon và dễ làm. Sau đây chúng mình cùng vào bếp để làm thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình 500g gạo nếp. Gạo nếp này mình mua rất là mẩy, hạt hạt to và đều các bạn ạ. Còn bóng nữa. Rất là thơm. 200g đậu xanh đã bóc vỏ rồi các bạn nha. Và bột nghệ. Chúng ta sẽ chỉ dùng 2 thìa thôi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đem đãi đậu xanh và đãi gạo nhé, để cho sạch bụi bẩn các bạn ạ. Sau khi đãi xong các bạn cho ra bát. Và các bạn đem ngâm đậu xanh nhá. Chúng ta sẽ cho một chút nước vào đây. Các bạn ngâm trong độ khoảng 5 tiếng. Và bây giờ mình sẽ đãi gạo. Các bạn cần phải vo sạch gạo, để lát nữa chúng ta khi ngâm xong gạo và cho nghệ vào thì sau khi ngâm xong thì chúng ta sẽ đem đồ xôi luôn, không đãi nữa các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ngâm chút nước. Khi ngâm đậu xanh và gạo thì các bạn nên cho một chút muối vào nha. Mình sẽ cho một thìa sữa chua muối các bạn ạ. Đối với gạo nếp thì chúng ta sẽ cho 2 thìa cà phê nhỏ bột nghệ vào. Các bạn sẽ ngâm gạo nếp khoảng 7 đến 8 tiếng. Còn đậu xanh chúng ta sẽ ngâm khoảng 5 tiếng. Sau khi ngâm đỗ xong, mình đã đãi lại đỗ và cho vào hấp nhé các bạn nhé. Các bạn hấp đến khi chín mềm là được. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ kiểm tra đỗ xem nó đã bở chưa nhé. Wow, thế này là nhũn bở rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tắt bếp để cho ra. Các bạn ơi, gạo xong ngâm xong rất là đẹp như thế này. Màu lên vàng ươm rất là bắt mắt. Bây giờ mình sẽ cho vào hấp nhé. Các bạn chỉ cần đổ nước đây thôi, chúng ta sẽ không phải vo gạo lại nhé. Màu vàng rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn cho thêm một xíu muối nữa nha. Các bạn hấp khoảng 1 tiếng, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra lại xem xôi của chúng ta đã chín mềm chưa. Bây giờ mình sẽ đánh nhuyễn đậu xanh ra nhé các bạn nha. Nếu các bạn có máy xay thì chúng ta sẽ xay lên. Mà đánh nhuyễn thì cũng rất là dễ các bạn ạ. Thì nó đã bở rồi. Các bạn ơi, sau khi chúng ta dầm nhuyễn đậu thì chúng ta sẽ vo tròn lại nha. Các bạn lưu ý là chúng ta nên vo tròn lúc còn ấm. Như vậy nó sẽ dễ hơn. Còn khi ăn thì các bạn có thể vo tròn cũng được, mà không cũng được thì chúng ta sẽ rắc lên xôi thôi. Có khi mình sẽ làm 2 viên đậu các bạn ạ, bởi vì khá là to so với tay.
nặn cho chặt nha. Vậy là xong một viên đậu rồi. Như vậy là mình vừa mới nặn xong hai viên đậu rồi các bạn ạ. Rất là tròn xoay. Các bạn lưu ý là lúc chúng ta dầm xong thì chúng ta sẽ làm vo viên này luôn nhé. Như vậy là nó sẽ ấm và làm vo viên nó dễ hơn là khi nguội. Nếu mà các bạn làm nguội thì nó sẽ bị tách rời những hạt đỗ, rất khó làm vo viên như này các bạn ạ. Còn một công đoạn chúng ta cần phải làm nữa, đó là làm mỡ gà. Các bạn chuẩn bị cho mình 20g mỡ gà như này nhá. Chúng ta sẽ đổ 20ml dầu vào. Và sau đó chúng ta sẽ cho mỡ gà vào. Đợi đến khi mỡ gà của chúng ta mà tóp đi là được. Mình sẽ bỏ mấy miếng nhỏ nhỏ này ra nhé. Bọn nó đã tóp hết cả vào rồi. Các bạn bật nhỏ lửa để đun mỡ gà nhé. Như vậy nó sẽ không bị bắn. Chúng ta bật lửa to quá là nó sẽ bị bắn ra các bạn ạ. Mỡ gà của mình đã được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Và để nguội mỡ thì chúng ta sẽ cho ra bát nha. Các bạn ơi, thời gian hấp sôi của chúng ta đã được rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ ra để xem đã mềm chưa nha. Rất là thơm mùi nếp các bạn ạ. Đã mềm rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho ra đĩa các bạn ạ. Các bạn ơi, sau khi xôi đã chín thì bây giờ mình sẽ cho các loại gia vị vào nha. Trước tiên là mình sẽ thái đỗ vào. Các bạn thích ăn nhiều đỗ hoặc là ít đỗ thì tùy nha. Sau đó các bạn dưới mỡ gà lên. Mỡ gà các bạn cũng vậy, có thể ăn cũng được, mà các bạn nếu mà không thích thì không cho vào cũng không sao. Chúng ta sẽ cho thêm ruốc. Và hành khô nhé các bạn nha. Các bạn ơi, như vậy là món xôi xéo của mình đã hoàn thành rồi. Các bạn thấy khá là đẹp phải không các bạn? Bây giờ mình sẽ thưởng thức nha. Xin mời các bạn. Xin mời các bạn thưởng thức xôi xéo với mình. Các bạn ơi, xôi rất là mềm, đập đà. Đậu thì rất là mềm nữa các bạn ạ, bùi béo nữa. Kết hợp với mùi hành với ruốc ăn rất là ngon. Không khác gì ngoài hàng. Bữa sáng như này quả là tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn thấy làm xôi xéo khá là đơn giản phải không bạn? Các bạn hãy tự tay làm cho mình và gia đình những đĩa xôi xéo này để ăn buổi sáng hoặc ăn bất kỳ buổi nào trong ngày đều ngon các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, tạm biệt các bạn. Xin mời các bạn nha. Màu sắc rất là tươi tắn, rất là đẹp mắt nữa.